chương trình tang lễ của MC tài tử Đức Tiến là xong rồi đó bà con, và bà con chuẩn bị về hết rồi đó. Giờ là anh Đức Tiến có nào trong cái phi thuyền mà chuẩn bị bấm nút cái là lên thiên đàng thôi. Thì bây giờ tất cả là đã xong chuẩn bị rồi bà con, giống như là bấm nút là lên phi thuyền, lên là thiên đàng thôi. Nhưng mà cuối cùng thì em thấy vẫn còn thấy mục sư vẫn còn đây không bà con. Mục sư thì rất là tốt, người giống cả của cộng đồng mà con, chỗ nào sinh hoạt cộng đồng đều có thấy mục sư hết, tất cả đều thấy mục sư. Là hello mục sư ơi, mục sư bữa nay là ngày cuối cùng của anh Đức Tiến gần lên thiên đàng rồi, thì mục sư có nghĩ có chia sẻ chút nào cho bà con trên toàn thế giới? Thì mục sư cũng còn nhiều cho anh chị diễn viên Đức Tiến được Chúa tiếp rước về thiên đàng. Thì hôm qua nay hai ngày liên tiếp mục sư đã đến dự để bắt tan chương trình công nghệ thế giới đến anh, và hôm nay là ngày làm lễ tại nhà thờ để an táng. Sau khi đó đi qua về nghĩa trang của Westminster Memorial. Thì chương trình tang lễ đã xong, chưa còn nhiều Chúa tiếp rước linh hồn của anh. Mục sư ơi, con xin hỏi một câu nữa, hồi đó giờ mục sư đi, con nghĩ là mục sư đi rất là nhiều cái nghĩa trang, nhưng mà theo như mục sư nghĩ cái ngôi nhà mới của anh MC tại Đức Tiến chỗ này mà của anh Sơn, chú Sơn, chú Sơn, chú Long Sơn nổi tiếng ở Nam, ở Bắc Cali lắm, về rồi đại gia đó mà tặng ảnh cái miếng đất này, thì theo mục sư nghĩ miếng đất này, thì hồi xưa giờ mục sư đi rất là nhiều nghĩa trang, thì theo mục sư cảm nghĩ cái miếng đất này thì nói sao? Miếng đất này thì cũng rất là tốt. Sau bên đó là đường Phù Sa, và kế bên của anh đó là có cái bộ dòng suối nước có bắn lên thì rất là tốt, rất là đẹp. Xin cũng cảm ơn anh Sơn ở trên San Jose có tấm lòng giúp cho bà con trồng cái vấn đề nghĩ trang cho anh. Mục sư nếu mà chấm từ 1 tới 10 thì miếng đất chỗ này thì mục sư chấm khoảng bao nhiêu điểm? Miếng đất chỗ này đừng nói 10 cộng nha. 1 tới 10 thì có thể là 9-10 đó. 9-10 ha. Quá đẹp rồi. Dạ. Là giống như là Việt Nam giống như Nguyễn Huệ và Trà Bình Thành đó mục sư. Dạ. Quá đẹp cái vàng. Tại vì nãy mà chơi nó không dám mở nước, thầy mở nước văng bà con. Dạ. Chúc mở nước đẹp lắm bà con, bằng dài đây. Cậu 80-100 mét luôn bà con. Dạ, dạ, thầy cảm ơn mục sư nhiều. Chúc mục sư mạnh khỏe. Cảm ơn quý các khán giả của đài phố Cali Bosa TV 9. Chúa cùng bà con rất nhiều. Dạ, cảm ơn mục sư. Chúc mục sư mạnh khỏe. Dạ, dạ, dạ.